Từ từ nữa nhớ mình nói cái tông gì đã. Chắc mày không nhớ tông luôn. Bấm cái này. Rồi lại cái tông xe đi. Số gì đây, số gì đây là số gì đây, số gì đây là số gì đây, hai gì đây là hai gì đây. Còn đâu đây tiếng gió ngựa phi mang ở con tàu. Mày theo cái đầu. Còn đâu đây tiếng gió ngựa. Chúng ta thật tài đập dở cái đơn đó. Ghiêm, có thể ghiêm. Đập dở cây đơn. Đập dỡ cây đờn, đờn ơi, đập dỡ cây đờn, không có tiền trả người ta, rồi mãi làm sao hết đi. Anh xin là con 29, 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 trời ơi, rất là hên. Dạ, ngay bây giờ để khách quan nhất, xin mời một khán giả bất kỳ bước lên dò lại dùm cho em được mà. Có hai xung phong quý vị. Dạ, có ai không ạ? Lên đây hả? Trời ơi, lên luôn rồi. Rồi xin mời em trai giới thiệu về mình trước đi nè. Em tên gì ở đâu? Má tên gì mà ở đâu? Em tên Nhí, ở Phú Vô 1, Phú Bình Dương. À rồi, cảm ơn Nhí nha. Nhí, nhìn vô cái gỗ đi. Bên đây không có lây nhiễm nha. Rồi, ok. Rồi, cái đứa gì vào phòng này đặc biệt 3333. Dạ, 3 con số 3 quý vị nha. Với các con số may mắn. Dạ, 30 giờ kêu qua. Có 1. Dạ, 48. Có 2. 53. Có 3. 16. Có 4. Rồi, chúc mừng cho Châu nha. Trời, tôi quen luôn đó. Dạ, 30, 48, 53 và 16 y chang. Dập loại 334 hợp lệ. Rồi, xin chúc mừng cho hai chủ nhân. Sao con có trúng không? Có không con, đưa đây coi. Sao cái mặt nó lơ đễnh quá vậy? Chết mẹ chạy luôn rồi. 33. 30. Trời ơi. Sợ đó, không có chuyện gì mình. Trời ơi. Nó sợ nó khóc, nó mới đứa thiệt chứ. Dần con đít, nó sợ. Rồi rồi, ok. Em tưởng nó chuông. Xong rồi nó cầm vé lên, nó bỏ chạy, nó thắt nó lên. Mà nó khóc quá. Mày như quỷ gì đó, chịu đâu khóc. Rồi, rồi còn chỉ có hai khán giả thôi đúng không ạ? Quý vị thân mến, còn ai may mắn trúng giải nữa thì quý vị chạy thật nhanh thật lệ lên sân khấu đúng không? Là đội sẽ bắt đầu trao tặng phẩm với mình nha. Và khán giả nãy đâu rồi, em ơi, Dí ơi đâu rồi? Lên đi cưng, lên đi cưng. Lên đây, chưa xong. Rồi hỗ trợ giùm chị bỏ tất cả các cho banh vô, quay hai cho banh may mắn cho hai khán giả may mắn nha. Rồi em quay đều đi. Rồi xong chị lấy em hai vé tặng cho hai bạn rồi tiếp theo em. Rồi ha. Rồi bây giờ xin mời em trai lại giật banh trước nha. Rồi đây em trai. Nhí. Rồi tặng cho em hai vé nè. Rồi đây chị. Chân. Rồi ok. Nhí tặng em hai vé còn lại tiếp theo. Rồi bây giờ cho hỏi, bây giờ hỏi người lạ trước đi. 28 có gì? Trời ơi, 28 cầm cho anh đi. Bên đây bao nhiêu? Nhiều được cái vé đây. 22, trời ơi, tiếc quá luôn. Chúc mừng cho anh nha. Rồi, chúc quý vị và đây là sản phẩm tặng cho Châu con gấu lớn nha. Là nửa chỉ vàng giống như nói rõ ràng quý vị đúng không? Dạ. Người em chờ mới tân nhau, có tương đợi chờ nàng, nếu có về quê.
Trời ơi, mới mua vé luôn. Rồi 32 vừa kia qua. Có 1, 27, có 2, 18, có 3, 56, có đủ. 1 2 5 6 hợp lệ. Rồi 1 2 5 6 hợp lệ. Rồi xin chúc mừng.